Xin chào các bạn, có thể bạn đã từng nghe qua một âm thanh thú vị đang được phát ra từ trên con diều nhưng chưa biết thực hiện ra sao và muốn tìm hiểu về nó. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ đến bạn cách mà chúng tôi tạo ra được một chiếc cần răng có một âm thanh nghe thú vị như vậy. Đầu tiên, tôi có một thanh tre với chiều dài 1m14 và đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Rồi từ dấu tâm ở bên mặt vỏ tre sẽ dày 1,6cm và được vót đều hai bên ra tới bên ngoài 1,1cm. Và ở bên mặt hông sẽ dày 7mm, được vót nhỏ dần ra tới bên ngoài 4mm. Rồi ở đầu ngoài cổ thanh đã được tôi gọt thành một hình dạng như vậy. Và ở nửa phía bên cổ thanh cũng được vót tương tự giống như thế. Tiếp theo, tôi sẽ đo từ hai bên đầu ngoài cổ thanh này vào trong 2-3cm, rồi để tạm chiếc cần răng ở đây. Để làm lưỡi răng, tôi dùng cuộn dây nhựa bản rộng 1,5cm, thường được dùng cho việc đan giỏ, làn. Ta sẽ xếp dây này được dài bằng hai dấu có ở thanh tre rồi cắt ngang qua và làm nhỏ nó đi để bề mặt còn được 1cm. Tiếp theo, tôi cắt lấy hai đoạn dây hình chữ nhật với bề rộng 1cm và dài 2cm. Lấy từng đoạn, tôi sẽ xếp đôi lại rồi nhỏ keo 502 vào giữa, đè chặt, tạo ra một đoạn ngắn như vậy và xếp đoạn vừa có được vào một đầu dây lưỡi răng. Dán lại theo cách mà bạn đang thấy. Ta sẽ tiếp tục làm tương tự giống như vậy với đầu dây ở phía bên, tạo thành một dây lưỡi răng được dán ở hai đầu. Đồng thời hơ nóng thanh kẽm rồi thành lỗ giữa tâm của hai đầu dây này. Kế đến, tôi lấy cuộn chỉ may và cẩn thận cắt lấy 5 đoạn dây chỉ dài bằng nhau với chiều dài 1m. Rồi xếp đôi chúng lại và xỏ qua lỗ ở một đầu dây lưỡi răng theo cách mà bạn đang thấy. Và tiếp tục làm giống tương tự như vậy với đầu dây lưỡi răng còn lại ở phía bên. Việc cần làm bây giờ là buộc dây chỉ vào hai đầu của cần răng rồi quấn qua vài vòng để cần răng được cong theo hình cánh cung. Và dây lưỡi răng được đều hai bên với cần răng trông như vậy. Giờ thì gắn nó vào con diều cáp quang 1m90 đã mượn được của anh bạn gần nhà. Và mang ra đồng thả xem âm thanh của nó sẽ ra sao. Có một điều mà ta cần lưu ý rằng nếu gió nhẹ thì lưỡi răng sẽ kêu rất bé hoặc thậm chí là không thể kêu thành âm. Ngược lại, gió mạnh và đều thì sẽ cho ra một âm thanh rất hay như bạn đang được nghe ở đây.